Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 9 gồm có Trước hết là bản tin, tiếp đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Yen Kabul và Trung Hưng theo dõi tin tức công bố chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 55. Vatican, ngày 22 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 55 sẽ được cử hành vào tháng 5 năm 2021. Hãy đến và xem. Những lời trích từ tin mừng Thánh Doan đã được Đức Thánh Cha chọn làm chủ đề cho sứ điệp của mình. Phụ đề của sứ điệp là truyền thông bằng cách gặp gỡ con người như họ là và ở nơi họ sống. Hãy đến và xem những lời của Thánh Tông Đồ Philippe là những lời trung tâm của tin mừng, vì lời loan báo về Chúa Kitô trước khi là những lời nói nó được hình thành từ những cái nhìn, chứng tá, kinh nghiệm, gặp gỡ và sự gần gũi. Chúng ta đang sống trong sự thay đổi của thời đại, trong thời điểm buộc chúng ta phải giãn cách xã hội do đại dịch. Truyền thông có thể tạo ra sự gần gũi cần thiết để nhận ra điều gì là cần thiết và thực sự hiểu ý nghĩa của sự việc. Chúng ta không biết sự thật nếu chúng ta không trải nghiệm nó, nếu chúng ta không gặp gỡ mọi người, nếu chúng ta không tham dự và niềm vui và nỗi đau của họ. Câu nói cổ xưa, Thiên Chúa gặp bạn ở nơi bạn đang ở, có thể là một hướng dẫn cho những người tham gia vào công việc truyền thông hoặc cho việc truyền thông trong giáo hội. Trong lời kêu gọi các môn đệ đầu tiên, cùng với Chúa Giêsu, đấng đi gặp họ và mời họ theo người. Chúng ta cũng thấy lời mời gọi sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông dưới mọi hình thức để tiếp cận mọi người như họ là và ở nơi họ đang sống. Đức Thanh Cha cảm ơn Phân Bộ Cảnh sát Ý Phục vụ và Giữ An ninh ở Vatican. Vatican. Ngày 28 tháng 9, Đức Thiên Cha Francisco đã gặp gỡ một nhóm đại diện cho Phân Bộ Cảnh sát Phục vụ An ninh Công cộng tại Vatican, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngày đề cao sự công tác giữa Ý và Vatican, cảm ơn sự phục vụ nhiệt thành của các cảnh sát và khuyến khích họ làm chứng cho các giá trị nhân văn và thiêng liêng với đức tin Kitô giáo. Đoàn cảnh sát này gồm khoảng 130 nhân viên có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự quanh khu vực Vatican, đồng thời cũng bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm tại Ý, cũng như cứu xét và cấp giấy cư trú cho các linh mục và tu sĩ nước ngoài. Hình diện trong buổi tiếp kiến của Bộ trưởng Nội vụ là Lamogese, và Cục trưởng Cảnh sát Franco Gabrielli cũng như gia đình của các cảnh sát. Đức Thánh Cha lưu ý rằng dịp kỷ niệm ngày lập sở cảnh sát này là một dịp để tạ ơn Chúa về công lao của nhiều cảnh sát Ý trong suốt 75 năm đã giữ mối quan hệ bền vững và nhiệt thành giữa tòa thánh và nước Ý. Đức Thánh Cha đánh giá hoạt động của phân bộ cảnh sát là dấu hiệu sự hợp tác hiệu quả giữa Ý và tòa thánh giữa phân bộ cảnh sát cạnh Vatican và các cơ quan của Vatican chịu trách nhiệm về trật tự và an ninh công cộng cho Đức Giáo Hoàng. Ngài bày tỏ sự biết ơn đối với các quan chức về sự phục vụ siêng năng chuyên nghiệp và hy sinh của họ, đặc biệt sự kiên nhẫn của họ trong các xử sự, sự với những người có nguồn gốc và văn hóa đa dạng. Ngài cũng cảm ơn họ đã dấn thân đồng hành với Ngài cho các chuyến viếng thăm Roma và ở Ý. Ngài thừa nhận rằng đó là một công việc khó khăn để đảm bảo rằng chuyến đi của Đức Giáo Hoàng không mất đi tính cách cụ thể của cuộc gặp gỡ với dân chúa Đức Thánh Cha cô khuyến khích các nhân viên an ninh xem công việc của họ như một lời nhắc nhở thường xuyên về những giá trị cao nhất, những giá trị nhân văn và thiêng liêng cần được đón nhận và làm chứng hàng ngày. Ngài cũng hy vọng rằng công việc khó khăn của họ được hoàn thành với sự hy sinh và chấp nhận nguy hiểm sẽ được thúc đẩy bởi đức tin Kitô giáo là kho tàng thiêng liêng quý giá nhất được ủy thác cho gia đình họ để truyền lại cho con cái. Đức Hồng Mi Thang Hán mời gọi các tín hữu hiệp nhất và hy vọng giữa hỗn loạn xã hội. Hồng Kông, Đường Mi Joan Thang Hán của Hồng Kông nói rằng sự chia rẽ đã tìm đường xâm nhập vào cộng đoàn công giáo Hồng Kông. Ngài kêu gọi cộng đoàn công giáo địa phương hiệp nhất và hy vọng giữa những bất ổn chính trị và xã hội. Trong thư mục vụ có tựa đề "Hiệp thông với giáo hội" được phổ biến ngày 21 tháng 9, Đức Hồng Mi Thang Hán đề cập đến tình trạng hỗn loạn và chia rẽ xã hội đã làm rung chuyển Hồng Kông trong năm qua. Ngài khuyến khích người công giáo hãy vững vàng trong đức tin trong những thời điểm thử thách và khó khăn này, ý thức về việc Thiên Chúa biến đau khổ thành phúc lành. Đặc biệt, Đức Hồng Bi kêu gọi các tín hữu tuân theo giáo lý xã hội của giáo hội, vì lợi ích chung của xã hội tránh những cảm giác thù ghét và căm hận, bởi vì xem người khác là kẻ thù cần phải chống lại là điều không phù hợp với đức tin Kitô tô giáo. Đức Hồng Y nhắc lại rằng giáo hội ủng hộ dân chủ như một hệ thống quản trị nhưng đó là một tiến trình tiếp diễn cần sự kiên trì như Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Đức Hồng Y khẳng định rằng Kitô hữu giữ vai trò kép trong tiến trình xây dựng này. Ngôn sứ nghĩa là phân định dấu chỉ của thời đại và tôi tớ hành động như muối men và ánh sáng của xã hội. Ngài mời gọi các tín hữu theo sự hướng dẫn của giáo huấn của giáo hội, đặc biệt thực hành điều Chúa Giêsu dạy trong các mối phúc và bài giảng trên núi. Các Kitô hữu theo gương Chúa Kitô chịu đóng đinh, tình yêu, tha thứ và hòa giải phải vượt thắng. Các linh mục hướng dẫn và đào tạo lương tâm tín hữu để họ hành động đúng khi tham gia vào các quan tâm xã hội. Đồng thời, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu duy trì sự hiệp thông với các mục tử của mình và như thế mới duy trì sự hiệp nhất của giáo hội. Đối với các tín hữu nhìn thấy tương lai u tối do tình hình bất ổn và ảnh hưởng của đại dịch, Đức Hồng Y mời gọi họ đặt niềm tin không lây chuyển nơi Chúa Kitô. Ngài là chìa khóa của cuộc đời con người, của tình liên đới mạnh mẽ hơn của gia đình nhân loại và của ý nghĩa của việc duy trì sự hiệp thông giáo hội. Sau gần 100 năm mới có một nhà thờ mới được xây tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Sau gần 100 năm từ năm 1923, năm Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ra đời, mới có một nhà thờ đầu tiên được xây dựng hoàn toàn mới tại Thổ Nhĩ Kỳ, đó là nhà thờ kính thánh Ephrem được xây dựng ở ngoài ô Istanbul và được hoàn tất trong thời gian kỷ lục. Nhà thờ được cấp phép xây dựng vào đầu năm 2019 và được khởi công từ ngày 3 tháng 8 cùng năm. Nhà thờ được dự kiến sẽ khánh thành vào nửa đầu năm 2021. Nhà thờ mới có sức chứa 700 người và là ngay tòa của Đức Tổng giám mục Yusuf hiện là vị lãnh đạo cộng đồng chính thống Syria địa phương. Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Tổng thống Erdogan nhấn mạnh tốc độ xây dựng nhà thờ, như một dấu hiệu sự quảng đại độ lượng của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đối với các cộng đồng Kitô giáo địa phương và cũng để chống lại những tranh cãi và chỉ trích giới lên trên khắp thế giới khi sử dụng lại đền thờ Hagia Sophia làm đền thờ Hồi giáo. Trong năm 2020, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép sử dụng lại đền thờ cổ kính Hagia Sophia, sự khôn ngoan của Thiên Chúa ở Istanbul và nhà thờ cổ Chúa Cứu Thế ở Cora làm đền thờ Hồi giáo. Trong những năm gần đây, Giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự chú ý đặc biệt đối với các cộng đồng Kitô giáo Syria. Các nhà quan sát và bình luận nói về một kế hoạch Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tái đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ như một quê hương mới cho nhiều Kitô hữu Syria đang sống ở Syria và châu Âu và tổ tiên của họ đã sống trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, có khoảng 25.000 Kitô hữu Syria sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và lớn tập trung ở ngoại ô Istanbul. hai nhà lãnh đạo xã hội công giáo khác ở Philippines bị giết. Philippines, thêm hai vụ giết người nhắm vào các nhà lãnh đạo xã hội ở Philippines. Các nạn nhân là Luviminda Capeda Dajanda và Elbus Olina, hai nhà lãnh đạo công giáo của xứ San Vicente Ferre ở Moraro, thuộc tỉnh Obay trên đảo Luzon. Hai lãnh đạo đã hoạt động rất tích cực trong giáo xứ. Giáo phận Legaspi đã lên án vụ giết người và kiên quyết phủ nhận cáo buộc hai người này là đảng viên của đảng Cộng sản. Đức cha Joel Bayon, giám mục Legaspi, nói về vụ giết người này là vô nhân đạo và yêu cầu một giải pháp tư pháp nhanh chóng cho vụ án. Đây là những vụ tấn công chống lại những giáo huấn của Chúa Giêsu. Dayanda và Arbes là những lãnh đạo giáo dân tích cực trong giáo xứ của họ. Cap Ida là chủ tịch, trong khi Arbes là thành viên của hội đồng mục vụ trong làng. Đức cha Joel nhắc lại rằng vụ giết người này thêm vào một loạt các sự kiện đẫm máu chống lại các lãnh đạo xã hội đã xảy ra ở Philippines trong thời gian gần đây. Vụ giết người mới nhất xảy ra vào khoảng giữa tháng 8 khi Yara Alvarez, một tình nguyện viên công giáo của nhóm liên đới công nhân giáo hội, một tổ chức địa phương dấn thân bảo vệ quyền lợi của nông dân trong giáo phận, bị sát hại tại thành phố Bacolod của giáo phận San Carlo thuộc miền Visaya. Những hiện tượng giết người ở Philippines gia tăng sau khi chiến dịch, cuộc chiến chống ma túy do tổng thống Rodrigo Duterte phát động vào năm 2016. Lời nguyện và bài đọc lễ Thánh Faustina được dịch sang tiếng Việt. Vatican, ngày 18 tháng 5 năm 2020, Bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích phổ biến sắc lệnh thiết lập lễ Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ, bậc lễ nhớ tùy chọn và ghi vào lịch chung của hội thánh, được mừng vào ngày 5 tháng 10. Cùng với việc thiết lập này, Bộ đã gửi kèm theo lời nguyện thánh lễ và bài đọc cho giờ kinh phụng vụ. Hôm 28 tháng 9, Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra bản dịch tiếng Việt chính thức sắc lệnh, cùng với bản văn phụng tự để ghi vào lịch những ngày lễ công giáo và cử hành phụng vụ. Sắc lệnh viết: Tiếp nhận lời thỉnh cầu và nguyện vọng của các mục tử, tu sĩ nam nữ và các đoàn thể tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định xét về tầm ảnh hưởng của linh đạo Thánh phố tại nhiều nơi trên thế giới. Từ này, tên thánh nữ Maria Faustina Kowalska trinh nữ được ghi vào lịch chung của Giáo hội Roma và lễ nhớ tùy chọn sẽ được cử hành vào ngày 5 tháng 10. Các bản văn để sử dụng trong phụng tự được tìm thấy tại website chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục: Sinh hoạt Giáo hội. Giáo hội Nam Châu cử hành ngày thế giới người di dân và tị nạn. Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua là ngày thế giới người di dân và tị nạn lần thứ 106. Trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã chào những người di dân và tị nạn hiện diện tại quảng trường Thánh Phe-rô và nói rằng Ngài cầu nguyện cho họ và cho những người giúp đỡ họ đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trợ giúp người di dân và tị nạn. Giáo hội Công giáo tại nhiều nước đã có những sáng kiến cũng như hoạt động nhân dịp này. Tại Colombia, với khẩu hiệu, chúng ta cùng trên một con tàu, chúng ta cùng chèo. Giáo hội cử hành tuần lễ người di dân và tị nạn năm 2020. Hội đồng giám mục nhấn mạnh rằng, ngày di dân và tị nạn cũng lưu tâm đến vấn đề di cư từ các quốc gia khác khẩu hiệu của chiến dịch mời gọi chia sẻ cuộc sống, nhìn nhận sự phong phú của người di cư khi họ đến từ các khu vực khác nhau, thúc đẩy hội nhập và giảm thiểu tư tưởng bài ngoại. Do đại dịch, các cuộc hội họp và hoạt động sẽ không diễn ra ở những địa điểm cụ thể như trước đây. Do đó, Ủy ban Quốc gia về Mục vụ Xã hội và Caritas Colombia đã thực hiện dưới hình thức trực tuyến để hỗ trợ anh em di cư và những người tị nạn những người năm này qua năm khác phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Trong số các tài liệu được chuẩn bị có những hình ảnh cho mạng xã hội, các câu nói của đức thánh cha Francisco cho ngày di cư và tị nạn lần thứ 106, một tập sách với một số lời khuyên hỗ trợ các yêu cầu của người di cư ở Colombia, những câu kinh thánh khuyến khích tình yêu thương người lân cận, đặc biệt là đối với những người di cư, một tập sách dành cho các thiếu niên nói về hội nhập và hỗ trợ những người di cư một video giải thích về luật nhập cư chứng tá của những người di cư venezuela và colombia trở về quê hương đã nhận được sự hỗ trợ từ giáo hội công giáo các bài báo về công việc của ủy ban di dân và caritas câu chuyện cuộc sống của những người di cư video chứng từ của các linh mục giúp đỡ những người di cư ban tổ chức nhấn mạnh tất cả chúng ta có thể tham gia chiến dịch này cử hành ngày này tại gia đình bằng cách tải xuống các nguồn thông tin liên lạc của chúng tôi và chia sẻ chúng trên mạng xã hội của bạn qua Văn phòng Quốc gia chăm sóc một vụ xã hội và Caritas Colombia, Giáo hội Colombia hỗ trợ và đón tiếp những người di cư bằng nhiều cách thế khác nhau. Một trong số những dự án đã và đang thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo của người di dân Venezuela ở Colombia và nhằm mục đích giảm bớt đau khổ và bảo tồn phẩm giá của những người di cư Venezuela dễ bị tổn thương ở Colombia. Cho đến nay đã có 663 người được tạm trú trong các trại tạm trú, 284 người được hỗ trợ tâm lý xã hội và 563 người được chăm sóc sức khỏe. Một thách đố lớn khác là làm việc để giảm thiểu tư tưởng bài ngoại vì sự chối từ và những lời buộc tội vô cớ tiếp tục gia tăng. Đại dịch không làm chúng ta lơ là với đau khổ của những người di dân. Đó là lời khẳng định của Giáo hội Úc trong Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn năm nay. Đức cha Christopher Bros, phụ trách một vụ di dân và tị nạn của Giáo hội Úc, viết những lo lắng vì đại dịch COVID-19 không được làm chúng ta lơ là với cuộc khủng hoảng di cư mới đang diễn ra. Những cuộc di cư là một thách thức quan trọng đối với xã hội của chúng ta nói chung và là một ưu tiên của giáo hội công giáo nói riêng. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta nhiều lần bằng lời nói và việc làm như khi Ngài đến các đảo Lampedusa và Lesbos. Ngài mời gọi chúng ta chào đón, bảo vệ, thăng tín và hòa nhập những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và tất cả những nạn nhân của nạn buôn người. Bốn động từ này, điểm tựa của thông điệp Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn năm 2018, một lần nữa được Đức Thánh Cha đề nghị với chúng ta trong năm nay. Ngài thúc đẩy chúng ta chăm sóc những người đang lưu động. Giáo hội quan tâm đến sự bất bình và những nguy hiểm đe dọa hàng triệu người di cư trên khắp thế giới, những người đi tìm kiếm một ngôi nhà xứng đáng cho con người để giúp các tín hữu tìm hiểu thêm về hiện tượng di dân văn phòng tị nạn và di dân của giáo hội úc đã chuẩn bị một bộ tài liệu một vụ đặc biệt bao gồm thông điệp của đức thánh cha francisco thư của đức tổng giám mục prose sứ điệp của một chuyên gia vatican về di dân và những câu chuyện của cộng đồng người di dân và tị nạn ở úc Ngoài ra, một bộ sưu tập các lời cầu nguyện và các tài liệu phụng vụ đã được cung cấp cho tất cả các cộng đồng giáo xứ để kỷ niệm Ngày Thế Giới Người Di Dân và Tị Nạn. Bằng cách này, Giáo hội Úc có ý định nêu bật tầm quan trọng về mặt tinh thần, mục vụ và xã hội của hiện tượng di dân, hiện tượng đang thách thức xã hội và chính trị Úc. Tại Ý, Nêu Nelsa de Fatima Mariano, bề trên tổng quyền dòng Scalabrini, một dòng ngay từ khi thành lập đã lo việc trợ giúp người di dân, nhấn mạnh. Trong cuộc chạy trốn sang Ai Cập, Chúa Giêsu cảm thấy mình là một người tị nạn. Trong đôi mắt của mẹ Maria và thánh Giuse, chúng ta thấy cùng vẻ lo lắng và sợ hãi của những người tị nạn ngày nay. Ngược lại, nơi trước khi Tô, chúng ta thấy những tình trạng giống như nhiều trẻ em ngày nay, bỗng thấy mình là người lớn với tuổi thơ bị xé nát với sự tàn ác của con người. Thánh gia tìm cách tị nạn ở Ai Cập nhắc chúng ta về hoàn cảnh bi thảm của các gia đình lưu lạc, sống trong sợ hãi, bất ổn và thiếu thốn. Nơi thánh gia, chúng ta cảm thấy nghĩa vụ trợ giúp nhiều gia đình xin giúp đỡ. Theo Sir Nilsa, Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn năm nay cho chúng ta thêm một cơ hội để nâng cao nhận thức về người di cư và người tị nạn và như là những người được thánh hiến hoạt động cho người di dân có cơ hội hiệp thông và liên đới mạnh mẽ và cầu nguyện và đáp lại những lời kêu gọi mà chính hiện tượng di dân đặt chúng ta trước những đôi mắt thể lý và những đôi mắt của trái tim tại brazil giáo hội gần gũi với những người di dân bằng lời cầu nguyện và các dự án tiếp nhận và hỗ trợ ủy ban tu sĩ của brazil đã chọn lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và trái đất như ưu tiên trong giai đoạn 3 năm từ năm 2019 đến 2022. Một trong những dấn thân của Ủy ban là ủng hộ các đối tác hoạt động với người di dân, tị nạn và các dân tộc bản địa. Semaria Ines Ribeiro, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của Brazil, mời gọi tất cả những người sống đời thánh hiến, cùng với tất cả các tổ chức tôn giáo khác, cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, Chủ nhật ngày 27 tháng 9, bằng cách hiệp nhất trong công việc hỗ trợ các nhóm làm việc trực tiếp với những người di dân và tị nạn chào đón, thăng tiến, bảo vệ và hội nhập những người di tản. Ở Argentina, Đức cha Hugo Manuel Salaberry của giáo phận Anjun, Chủ tịch Ủy ban chăm sóc một vụ những người di dân và lưu động, đã cử hành thánh lễ hôm 26 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa giáo phận. Thánh lễ này theo truyền thống được cử hành tại đền thờ Đức Mẹ, mẹ của những người di dân ở La Boca, ngoại ô của Buenos Aires, nhưng năm nay thánh lễ không được cử hành do đại dịch các lá cờ của các cộng đoàn và các thông điệp của những đại diện của họ bằng những ngôn ngữ nguyên thủy của cha ông của họ đã nổi bật trong thánh lễ. Tại Hoa Kỳ, Tổng giáo phận Los Angeles đã tổ chức tuần chín ngày từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 như một sự chuẩn bị thiên liêng cho ngày Thế giới di dân và tị nạn. Đức Tổng giám mục José Gomez nói: "Đây là một năm thách đố khác cho các cộng đoàn di dân của chúng ta. Nó trở nên phức tạp hơn do những hạn chế được áp dụng vì đại dịch virus Corona." Tôi mong đến thời gian này để chúng ta cùng nhau như một gia đình của Chúa, ngay cả khi chỉ có thể cử hành ảo năm nay để cầu nguyện và chia sẻ tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Các tín hữu đã được mời gọi để làm tuần cửu nhật và tham dự thánh lễ trực tuyến được cử hành vào ngày 20 tháng 9. Tổng giáo phận Los Angeles đang mời gọi đóng góp cho các tổ chức bác ái công giáo để hỗ trợ việc giúp đỡ những người di dân và tị nạn trong thành phố. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Kinh nghiệm gặp Chúa của một nhà truyền giáo trên tàu ngầm Tháng 9 này, trang web của Cộng đoàn Công giáo Salom đã đăng chứng từ của Fabiano Một quân nhân người Brazil là người chồng và người cha trong một gia đình là thành viên của cứ điểm truyền giáo Niterói. Anh Fabiano chia sẻ về những ân sủng trong việc thánh hóa những công việc của anh trên một con tàu ngầm. Tôi là Fabiano, được thánh hiến trong cộng đồng công giáo Salom ở Alianca, là chồng của Ellen và là cha của Fabian, Tobia và Benecio. Tôi là một người lính và tôi đang truyền giáo ở Niteroa. Vào năm 2012, chúa đã cho tôi khám phá ra hai ơn gọi ơn gọi ở trong một chiếc tàu ngầm và ơn gọi trong cộng đoàn salom tôi biết rằng chu toàn cả hai sứ vụ sẽ khó khăn như thế nào bởi vì để thực hiện tốt cả hai tôi cần sự dũng cảm sẵn sàng từ bỏ và trên hết là tình yêu khi nghe đến biển chúng ta luôn nghĩ đến một nơi sâu thẳm tâm tối và bất an với nhiều sóng gió bão bùng. Điều này khiến nảy sinh ra tâm lý sợ hãi khi đi thuyền, nhất là vào ban đêm. Biển cả tuy đầy bão tố, nhưng cũng rất đẹp, và nó không khác gì cuộc sống của chúng ta. Có những ngày lặng gió, có những ngày gió nhẹ nhẹ, nhưng cũng có những ngày khó khăn, biển động và gió rất mạnh. Tàu ngầm là một con tàu được chế tạo để chạy dưới nước và giữ bí mật hoàn toàn. Có thể nghỉ ngơi dưới đáy biển lặng ở độ sâu lớn. Ơn gọi của cộng đoàn Salom cũng không khác như thế. Chúng tôi được mời gọi mỗi ngày sống cầu nguyện thật sự và có mối tương quan chặt chẽ với Chúa Giêsu. Nhờ sự gắn kết mật thiết này, chúng tôi tràn đầy Chúa Thánh Thần Chúng tôi nghỉ ngơi trong ngài và nhờ ngài mà chúng tôi tránh xa những kẻ thù đang cố gắng làm chúng tôi lơ là sứ vụ. Kinh nghiệm sâu sắc nhất của tôi là kinh nghiệm khi đến Montevideo, Uruguay trong chuyến hành trình dài đầu tiên trên tàu ngầm. Tôi đã trải qua 12 ngày ở trong tàu ngầm. Trước khi đi, tôi nhìn vào cuốn lịch, thấy 12 ngày và tôi nghĩ chúa ơi nó sẽ diễn ra như thế nào nhưng này con đây tất cả để phục vụ tổ quốc tôi mang theo sách kinh nguyện sách kinh thánh và chuỗi mân côi cảm ơn chúa là mọi thứ đều ổn tôi nhớ rằng vào khoảng ngày thứ sáu chúng tôi đã lặn xuống đáy biển nơi đây tôi có thể sống một kinh nghiệm đáng kinh ngạc lần hạt mân côi ở tận đáy biển tôi cảm thấy nội tâm yên bình và tĩnh lặng lạ thường mà chỉ những ai đã trải nghiệm mới có thể mô tả được khi màn đêm buông xuống tôi lại bắt đầu đọc kinh mân côi ngay lập tức tôi nghe thấy bài hát của những con cá voi và những đàn cá bằng sóng siêu âm khi đó tôi cầu nguyện tôi đã cầu nguyện cho những người đang đóng kín cô lập chính mình đang đắm chìm trong kiêu hãnh và phù phiếm trong vực thẳm của trái tim họ nơi chỉ có sự trống rỗng và bóng tối đến uruguay các bạn của tôi vào các quán bar cửa tiệm và nhà hàng còn tôi tôi đi đến trung tâm loan báo tin mừng của điểm truyền giáo và ở lại đó hai ngày thật là vui khi biết rằng tôi có những người anh em ở nhiều nơi khác trên đất nước Brazil và trên thế giới, họ chào đón và yêu mến tôi. Tôi tham gia vào một nhóm cầu nguyện. Đi lễ sau 12 ngày không có thánh thể, tâm hồn tôi được nuôi sống trở lại. Tôi cũng có cơ hội chung sống với họ, và ở đó tôi chắc chắn rằng mình đang ở đúng nơi, đúng gia đình và đúng đặc dụng. Khi tôi chia tay họ, tôi cảm ơn chúa vì họ đã nhiệt tình chăm sóc tôi đã nhiều lúc trong cuộc đời tôi nghĩ đến việc từ bỏ ơn gọi của mình và tôi muốn ở lại trong sự hờ hợt của đời sống cầu nguyện nhưng lòng từ bi và thương xót của chúa đã khiến tôi nhận ra rằng thực ra đó không phải là con đường của tôi ơn gọi của tôi người kêu gọi tôi không dừng lại ở vẻ bề ngoài nếu tôi muốn đáp trả ơn gọi của mình và tìm kiếm sự thánh thiện, chỉ có một cách là nói xin vâng không sợ hãi và mạnh mẽ. Mỗi ngày và mỗi giây phút trong vùng nước sâu thẳm, ở đó, trong chiều sâu của đời sống tâm linh, tôi tìm thấy sự bình an thực sự, nơi có một cái tên và một khuôn mặt, Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Jesu Christus,